Khi nói về Hoàng đế Quang Trung, người ta thường nghĩ đến một vị vua bách chiến bách thắng, mưu trí dũng lược vô song, với những chiến công oai hùng, với nghệ thuật quân sự thần tốc. Tuy nhiên, cũng giống như các vị thiên tử khác, xung quanh vị hoàng đế này có nhiều giai thoại huyền ảo lạ lùng. Vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những điều kỳ bí chưa từng được giải đáp của vị vua này. Chuyện lạ vì giống bơi theo trên sông. Vua Quang Trung là vị vua có nhiều tên gọi nhất. Hồi nhỏ, ông có tên là Hồ Thơm. Khi trưởng thành, đổi họ Hồ sang họ Nguyễn và lấy tên là Nguyễn Văn Thơm, sau đó được thầy học đổi tên là Nguyễn Huệ. Ngoài ra, ông còn có tên khác là Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Văn Bình. Trong số các tên đó, thì Nguyễn Huệ là tên được sử dụng phổ biến nhất và được mọi người biết đến nhiều nhất. Vì theo cách gọi thứ bậc ở miền trong nên khi bé, vị hoàng đế nổi danh Triều Tây Sơn được gọi thân mật là Ba Thơm. Tương truyền, Ba Thơm thông minh nhưng rất hiếu động, thường dẫn đầu đám trẻ con chăn trâu bởi các trò tình nghịch. Chuyện kể rằng, một lần cậu bé Thơm cùng các bạn trong thôn thả trâu ăn cỏ ven đường, sau đó kéo nhau lên rừng hái ổi bắt chim, rồi rủ nhau xuống vực muồng bơi lội tắm táp. Tương truyền rằng, khi Hồ Thơm xuống nước, cả đám trẻ rất kinh ngạc khi mỗi lần Thơm vùng vẫy trong làn nước và bơi ra xa, thì có con rồng nước từ đáy vực nổi lên bơi theo như bảo vệ. Đến lúc Thơm bơi vào bờ thì con rồng nước lại lặn biến vào đáy vực sâu. Được trời ban cho ấn vàng gươm bạc. Theo truyền ngôn ở vùng An Khê, nay thuộc thị xã An Khê, tỉnh Bình Định, xưa kia ở thượng nguồn sông Côn, thuộc địa bàn sinh sống của người Ba Na, có một thanh gươm thần cắm sâu vào tảng đá lớn. Đã nhiều đời nhưng không ai đủ sức mạnh để rút được thanh gươm đó. Người dân tin rằng thanh gươm đó được trời ban xuống, nhưng phải là người hiền tài, oai dũng mới có thể lấy được thanh gươm ra. Một hôm, Nguyễn Huệ trên đường đi tìm chiêu mộ hào kiệt để cùng mưu việc lớn, tình cờ đi qua vùng này. Thấy người khách phương xa tướng mạo xuất chúng, ăn nói dễ chịu, có sức thu phục cuốn hút lạ kỳ, nên ai cũng đem lòng kính mến. Khi được người dân dẫn đến chỗ thanh gươm, Nguyễn Huệ ướm bàn tay vạm vỡ và chui gươm rồi rút mạnh. Tảng đá bỗng chốc vỡ tan, còn thanh gươm xuất hiện sáng lòa. Mọi người vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của người tráng sĩ. Họ đồng lòng quỳ lạy tỏ ý tôn phục. Sau đó, Nguyễn Huệ được rước về buôn làng, người dân mở tiệc khoản đãi. Họ quyết định bắt con gà trống lớn để làm thịt mừng khách quý. Theo người dân, con gà này có cái cổ lớn khác thường, nó sống đã trên 100 năm. Lúc mổ gà, người ta tìm thấy trong bụng nó một cái ấn lớn bằng vàng, cho rằng đây là điểm tốt, bèn mang dâng lên cho Nguyễn Huệ. Trước buôn làng, cầm gươm ấn trong tay, Nguyễn Huệ nói rằng, nếu gươm ấn là do trời ban, thì ta quyết không phụ lượng cao dày của trời đất và chờ mong của trăm họ. Rắn lớn đón đường dâng đao quý. Trong Tây Sơn thập thần vũ khí, tức 10 vũ khí lợi hại của Tây Sơn, không thể không nhắc đến cây thần đao của Nguyễn Huệ. Cây đao này gọi là Ô Long Đao, cùng với Huỳnh Long Đao của tướng Trần Quang Diệu và Xích Long Đao của tướng Lê Sĩ Hoàng được gọi là Tây Sơn Tam Thần Đao. Cây Ô Long Đao của Quang Trung đã theo ông trên các trận chiến đánh đông dẹp bắc, diệt nội phản, đánh đuổi quân xâm lược Xiêm La và Mãn Thanh. Cây đao này có cán bằng gỗ mun đen nhánh, lưỡi đao được rèn bằng kim khí màu đen, sắc bén vô cùng. Khi rút đao ra khỏi vỏ thì khí lạnh tỏa ra, đao có trọng lượng rất nặng, phải 2-3 người mới vác nổi. Truyền rằng Nguyễn Huệ có được cây đao này rất kỳ lạ. Một hôm, ông đi đến khu vực đèo An Khê, bỗng trong rừng xuất hiện hai con rắn mun to lớn, mắt bằng quả dừa, có màu xanh ngọc trườn ra đón đường, dâng lên thanh đao quý, sau đó cúi đầu từ tạ trở lại rừng. Có thuyết nói, mỗi con rắn ngậm một vật, đó là kiếm vàng và ấn ngọc dâng lên Nguyễn Huệ. Ông tin rằng đó là hai sứ giả của thiên đình vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho vật báu, nên nâng cả hai báu vật lên ngang trán cung kính cảm tạ trời đất. Để ghi nhớ sự kiện ấy, sau đó Nguyễn Huệ cho lập một ngôi miếu thờ đôi rắn kia, người dân thường gọi là miếu già, còn con đường đôi rắn từ núi bỏ ra là một đoạn dốc giữa đèo An Khê được gọi là dốc Ông Dài. Ông Dài là từ địa phương chỉ con chăn hoặc rắn lớn. Chữ hiện trên lá cây làm điềm báo. Thời anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ mới khởi nghĩa, bỗng người dân khắp vùng đất Tây Sơn khi vào rừng kiếm củi, săn bắt thì thấy một chuyện lạ. Trên các lá cây rừng lớn xuất hiện nhiều chữ.
Những người có học đọc được thành câu Nguyễn Nhạc vi vương, Nguyễn Huệ vi tướng, nghĩa là Nguyễn Nhạc làm vua, Nguyễn Huệ làm tướng, ai cũng cho là điềm lạ trời báo sự xuất hiện chân chúa cứu đời. Chuyện lạ đó nhanh chóng được lan truyền, dân chúng khắp vùng Tây Sơn Thượng Đạo, Tây Sơn Hạ Đạo cho đến các nơi khác rủ nhau nô nức đi theo anh em họ Nguyễn. Thực ra, đây là một mẹo của Nguyễn Huệ để thu hút quần chúng và lấy uy tín dựa trên những điềm báo thần kỳ mà người đương thời tin tưởng. Ông đã lập kế học theo cách của vua Lê Thái Tổ khi xưa, bí mật sai người dùng mỡ viết chữ lên lá sừng, khiến ăn mỡ đục lá thành điềm trời báo để quần chúng kính phục. Chính vì thế, ngày nay ở vùng Tây Sơn Bình Định vẫn lưu truyền câu ca Nguyễn Nhạc vi vương, Nguyễn Huệ vi tướng, kiến trổ lá rừng, trời trưng gươm bóng. Đây là một cách thu phục lòng dân rất đặc biệt. Lá được kiến đục trổ thành chữ khi rụng xuống, theo dòng suối chảy về xuôi, làm điềm trời báo cho dân. Nguyễn Huệ còn cho người thân tín dùng dao vạt các thân cây cổ thụ, rồi khắc trên đó 8 chữ này, cũng như để làm điềm trời báo về thiên mệnh đế vương của anh em nhà Tây Sơn. Vì thế cũng có câu rằng, ai vô rừng cấm, thấy tấm biển đề, Nguyễn Nhạc vi vương, Nguyễn Huệ vi tướng, đồn đại bốn phương, Tây Sơn giấy nghĩa. Trên đây chỉ là một vài giai thoại về một vị vua triều Tây Sơn. Những chuyện kỳ lạ này cũng giống như những câu chuyện ly kỳ khác về các vị vua trong lịch sử Việt Nam. Nó tô điểm thêm những nét huyền bí về các bậc đế vương được tôn xưng là thiên tử, con trời. Nhất là đối với Nguyễn Huệ, những sáng tác dân gian về ông chính là cách thể hiện tình cảm tin yêu, kính trọng người anh hùng áo vải cờ đào đã giúp dân xây dựng xiết bao công trình, Ai Tư Vãn. Ba giả vương nhập cận. Đã xuất hiện ba nhân vật được cho là đóng giả vua Quang Trung sang triều kiến Cản Long năm 1790, đó là Phạm Công Trị, theo sử sách Việt Nam, Nguyễn Phúc Cửu Trị Gia Phả và Nguyễn Quang Trực, theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Trong tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Nguyễn Quang Trực là người làng Mạc Điền, huyện Nam Đường, nay là Nam Đàn, trấn Nghệ An. So với hai nhân vật là Phạm Công Trị và Nguyễn Cửu Trị, lai lịch Nguyễn Quang Trực không nổi bật bằng. Có sự trùng lập khó hiểu giữa hai nhân vật cùng tên, cùng tước Trị An Hầu, Phạm Công Trị và Nguyễn Cửu Trị. Giả vương nhập cận Phạm Công Trị vẫn còn nhiều bí mật về gia thế. Bên cạnh giả vương nhập cận Nguyễn Cửu Trị thuộc một danh gia vọng tộc có nhiều công lao với các chúa Nguyễn. Theo sách Đại Nam Chính Biên Lịch Truyện của triều Nguyễn viết, Phạm Công Trị là cháu gọi vua Quang Trung bằng cậu. Cả sách Đại Nam Thực Lục, Chính Biên, Đệ Nhất Kỳ, quyển 4 cũng ghi Tây Sơn Nguyễn Văn Huệ sai người sang chầu nước Thanh, lại xưng tên là Nguyễn Quang Bình mà cầu phong với nhà Thanh. Vua Thanh cho lại yêu cầu vào chầu. Huệ lấy người cháu gọi bằng cậu là Phạm Công Trị, nét mặt giống mình, xa đi thay, cùng đi với bọn Ngô Văn Sở và Phan Huy Ích. Như thế, Phạm Công Trị là cháu hay có quan hệ gì đó với vua Quang Trung là một nhân vật khả năng có thật. Qua khảo cứu, in trong sách Tư liệu Điền Giã Vùng Huế về thời kỳ Tây Sơn 1998, nhà nghiên cứu Lê Nguyễn Lưu cho rằng Phạm Công Trị có tước hiệu là Trị An Hầu, làm đến chức Đại Đô Đốc, con của Thái úy Phạm Công Hưng, anh em ruột với bà Chánh Cung Phạm Thị Liên của vua Quang Trung. Với các tư liệu để lại, nhân vật giả vương được cho là đã thay vua Quang Trung sang triều kiến Thanh Cản Long, có tên họ, chức tước đầy đủ là Đại Đô Đốc Trị An Hầu Phạm Công Trị. Chỉ có điều, tài liệu Trung Hoa mà nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính đưa ra lại không thấy nhắc đến chức tước của Phạm Công Trị. Từ Vân Dương Kinh Phổ và Hoàng Lê Nhất Thống Chí, nhân vật giả vương nhập cận lại là Trị An Hầu Nguyễn Cửu Trị, Nguyễn Quang Trực. Sự khác nhau giữa tư liệu nhà nước, triều Thanh, Trung Hoa và triều Nguyễn Việt Nam và tư liệu tư nhân Hoàng Lê Nhất Thống Chí và Vân Dương Kinh Phổ cho thấy rằng nhân vật giả vương nhập cận có nhiều thông tin khác nhau về tên họ và nho sĩ thời đó, bằng cách này hay cách khác đã đưa ra họ tên nhân vật theo ý của mình. Với thông tin từ Gia Phả dòng họ Nguyễn Cửu, làng Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Thủy Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế và công trình nghiên cứu gần đây mới được xuất bản của học giả Nguyễn Duy Chính, sinh sống tại Mỹ có tên Dở lại một nghi án lịch sử, giả vương nhập cận có thực người sang Trung Hoa là vua Quang Trung hay không? Câu chuyện giả vương nhập cận thật sự chưa có hồi kết. Chính sử triều Nguyễn nói đến sự kiện ngoại giao năm 1790 giữa Tây Sơn Việt Nam và Thanh Trung Hoa với nhân vật giả vương là Phạm Công Trị, và sự kiện đó chỉ là lễ bão tất, có nghĩa là lễ ôm đầu gối,
với ý định hạ thấp tính chất sự kiện. Tuy nhiên, sự kiện ngoại giao này không dừng lại với thông tin của chính sử Triều Nguyễn hay của nhà Thanh, mà còn có thông tin từ dân gian người Việt, những người có khả năng nắm những thông tin mà chính sử không hề ghi lại được. Sự kiện ngoại giao nhà Thanh Tây Sơn năm 1790 vì còn nhiều uẩn khúc như nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Duy chính là một nghi án. Bởi lẽ, từ sự hồ hởi, trọng thị của hai triều đình, của hai nước Việt, Trung Hoa cho sự kiện ngoại giao hiếm có với nghi thức hiếm có của hai người đứng đầu quốc gia mà về sau chúng ta thường thấy trong các nghi thức ngoại giao hiện đại, lễ bão kiến, lễ tiết đời Thanh, người Mãn Châu dùng để giao thiệp, dùng cho người thân xa ngày nay gặp lại hay khi cáo biệt. Khi hành lễ, người nọ ôm lưng người kia, mặt áp vào nhau là lễ rất trịnh trọng, tôn quý. Trung Quốc Văn hóa Đại Điển, quyển 1, xuất bản năm 1999, trang 81. Điều này càng được khẳng định khi chính Thanh Cao Tông, Càn Long cũng đã nói. Đại Hoàng đế Tiết Thứ ban cho rất là ưu hậu, các nước phiên ở ngoài, từ thiên cổ cho đến bây giờ chưa từng được như thế. Đại Việt Quốc Thư, trang 301. Chứng tỏ sự kiện ngoại giao này đã có sự tiến bộ khá lớn so với cách nghĩ của người đương thời. Một sự kiện ngoại giao không hề đơn giản và đầy mâu thuẫn về thông tin tư liệu. Nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính khảo cứu và chứng minh rằng đó là sự kiện ngoại giao có thật với vua Quang Trung thật và Bão Kiến như người Thanh làm, chứ không phải Bão Tất như sử quan nhà Nguyễn viết. Điều này càng được khẳng định bởi chính Vân Dương Kinh Hổ khi gia phả này cũng viết rằng Nguyễn Phúc cửu trị yết kiến vua Cao Tông nhà Thanh, chứng tỏ sự kiện gặp gỡ giữa hai người đứng đầu hai quốc gia không hề bị hạ thấp là ôm gối. Nhưng điều khó lý giải ở chỗ khi họ Nguyễn Cửu vốn là dòng anh em với họ Nguyễn Phúc, có công huân với họ Nguyễn Phúc, lại ghi khá lạ lùng trong gia phả của mình về một người trong họ làm giả vương nhập cận với hai thông tin ngược lại với sử quan Triều Nguyễn như vậy. Phải chăng họ Nguyễn Phúc sau này đổi là Nguyễn Cửu có một nguồn thông tin khác về sự kiện ngoại giao năm 1790 giữa Việt và Trung Hoa? Thời gian qua, những bức tranh chân dung được xem là vẽ vua Quang Trung có xuất xứ từ tàng thư Triều Thanh để lại cũng đã dấy lên những nghi hoặc. Những người ủng hộ khảo cứu của nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính thì có xu hướng ủng hộ những bức tranh vẽ chân dung có ghi chú liên quan vua Quang Trung. Những người không ủng hộ thì bác bỏ, nhưng có một điều chưa thể giải quyết rốt ráo về mặt tư liệu để đi đến xác thực là vua Quang Trung đã sang Trung Hoa hay đó chỉ là phái đoàn giả vương. Khi vẫn chưa thể xác định được thì bức tranh chân dung nào được cho là của vua Quang Trung cũng chỉ là phỏng đoán. Bởi lẽ, tư liệu bổ sung thêm thông tin là Vân Dương Kinh Phổ lại cho thấy sự việc không hề đơn giản. Cuộc tìm kiếm lăng mộ hơn 200 năm. Theo các tài liệu lịch sử, vua Quang Trung Nguyễn Huệ sinh ra và lớn lên ở Tây Sơn, Bình Định nhưng quê gốc ở Nghệ An. Năm 1788, vua cho xây dựng kinh đô tại vùng đất giữa núi Phượng Hoàng và núi Kỳ Lân ở Yên Trường, Châu Lộc, Nghệ An, nay là phường Trung Đô, thành phố Vinh. Thành Phượng Hoàng Trung Đô đang xây dựng giang dở thì mùa thu năm 1792, vua bất ngờ lâm trọng bệnh qua đời. Trước khi băng hà, vua đã căn dặn con trai Quang Toản: Nghệ An là đất của cha mẹ ta, đất ấy là nơi hiểm yếu có thể tin cậy được. Ta đắp thành dày để làm Trung Đô, nếu có biến cố còn có thể giữ được. Sau khi vua băng hà, triều đại Tây Sơn kéo dài thêm 10 năm thì sụp đổ. Nhà Nguyễn lên ngôi, thành Phượng Hoàng Trung Đô bị rơi vào quên lãng. Sau hơn 200 năm, thành Phượng Hoàng Trung Đô chỉ còn lại một ít dấu tích nhạt nhòa ở phường Trung Đô. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Quang Trung là người rất tin chuyện mô mả. Khi tấn công vào Phú Xuân, ông đã từng cho quật mộ tổ tông của chúa Nguyễn. Trước khi về cõi Vĩnh Hằng, ông dự cảm nếu không duy trì được vương triều, nếu để nhà Nguyễn thắng thế, có lúc mộ của ông sẽ bị quật lên. Đúng như ông tiên đoán, sau này Nguyễn Ánh đã quật tất cả mộ của nhà Tây Sơn. Như thế, Quang Trung hoàn toàn không muốn nằm lại Phú Xuân và di nguyện tuyệt đối giữ bí mật lăng mộ và thi hài của mình. Thực tế, Quang Trung đã từng truyền cho xã Thái Lão, huyện Hưng Nguyên xây dựng tổ miếu của nhà vua để thờ cúng. Điều này có nghĩa là đồng thời với việc xây dựng kinh đô, Quang Trung đã quan tâm đến việc xây dựng mồ mả tổ tiên và lăng mộ của vương triều trên quê gốc Nghệ An. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc nhận định, nếu thi hài vua Quang Trung đã được đưa ra khỏi Phú Xuân, thì chỉ có Nghệ An vừa là quê cha đất tổ,
vừa là kinh đô của vương triều, thế đất hiểm yếu, có thể khống chế thiên hạ, đủ yên tâm cho hoàng đế yên giấc ngàn thu. Ông Nguyễn Hữu Bản, nguyên bí thư thành ủy thành phố Vinh, trưởng nhóm tìm kiếm lăng mộ hoàng đế Quang Trung tại Nghệ An cho biết, Quang Trung có rất nhiều kẻ thù cả bên trong lẫn bên ngoài như Thanh, Xiêm, Lê, Trịnh, Nguyễn. Trong đó, tử thù là Nguyễn Ánh đang ngày càng mạnh lên, khả năng sẽ chiếm được thành Phú Xuân. Quang Trung đã nhìn thấy điều đó khi dặn con và cận thần phải chuyển kinh đô ra Nghệ An. Không có lý gì mà ông lại chịu yên giấc tại Phú Xuân để sau này Nguyễn Ánh có thể quật mồ lên trả thù một cách dễ dàng. Theo nhiều tài liệu lịch sử, sau khi Quang Trung qua đời, khoảng 2-3 tháng mới tổ chức phát tang. Thời gian này, thành Phú Xuân nội bất xuất ngoại bất nhập. Đường biển, đường bộ đều được canh gác, kiểm soát nghiêm ngặt. Đây chính là thời gian để các cận thần thân thích làm mộ giả và an táng Quang Trung giả tại thành Phú Xuân. Thi hài an táng tại Huế có thể là giả vương nhập cận Phạm Công Trị hay một cận thần nào đó. Cũng trong thời gian này, thi hài thật của Quang Trung đã được bí mật vận chuyển theo đường thủy ra Cửa Hội, rồi ngược theo sông Lam đem vào an táng tại lăng mộ đã xây dựng sẵn ở thành Phượng Hoàng Trung Đô. Vào năm 2012, tỉnh Nghệ An đã mời các chuyên gia từ Đại học Quốc gia Hà Nội mang một máy dò địa vật lý từng tham gia khai quật tại Hoàng Thành Thăng Long vào khảo sát. Khi đưa máy vào thăm dò, đến khu vực nghi có mộ vua Quang Trung, máy đều bị tê liệt. Sau khi nhờ người gốc họ Hồ thắp hương xin, máy mới hoạt động trở lại. Qua thăm dò ở khu vực sau bia dẫn tích, máy có phát hiện một vật khác thường nằm ở độ sâu từ 6 đến 6,5 mét, ông Bản nói. Trong khi đó, cuộc thăm dò khảo cổ để tìm lăng mộ vua Quang Trung vẫn đang tiếp tục tại Thừa Thiên Huế với nhiều bước tiến đáng ghi nhận. Vào tháng 1 năm 2017, Viện Khảo Cổ Học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố kết quả thăm dò khảo cổ học Gò Dương Xuân tại phường Trường An, thành phố Huế. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho rằng nơi đây là cung điện Đan Dương mà vua Quang Trung ở trong khi chờ đợi xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô, sau đó biến thành lăng Đan Dương khi vị vua này mất. Tại lần thăm dò này, mở 5 hố thám sát, trong đó có vị trí ở chùa Thiên Lâm tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế. Kết quả đã phát hiện được nhiều hiện vật như mảnh xanh sứ, gạch ngói, bước đầu xác định có niên đại từ thế kỷ thứ 17 đến 19, kéo dài qua thế kỷ 20. Việc thăm dò cung cấp thêm tư liệu về thời kỳ Tây Sơn liên quan đến thành quách cung điện. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng ý chủ trương mở rộng khai quật khảo cổ học Gò Dương Xuân với diện tích dự kiến 300m². Ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đang phối hợp với Viện Khảo cổ học để làm phương án khảo cổ. Việc khảo cổ mở rộng lần này phải giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa. Khu vực này tập trung đông dân cư nên kinh phí đền bù giải tỏa, tái định cư khá nhiều, ông Hùng nói. Dự kiến, điểm khai quật chính là mở rộng với diện tích 200m² đối với hố thăm dò số 5 ở một nhà dân, nơi đã phát hiện ra một bức tường đá hồi tháng 10 năm 2016. Từ hố khai quật số 5 này sẽ mở rộng khai quật theo hướng chùa Thiền Lâm với khoảng cách 50m. Ngoài ra, sẽ khai quật thêm 4 khu vực gồm Cồn Bông Sứ, Giếng Loạn, khu vực mộ trước chùa Vạn Phước, Hồ Bán Nguyệt. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.